Nào, in ngon một xe không? Thì đây. Hanshik, Hansi. Yangshik, Yangshi. Trungshik, Chungshi. Canshik, Hansi. Bunshik, Zishi. Thì Hàn Quốc cũng xích Hàn đúng không? Quốc, Ấn Hàn gì? Thang, Hàng. Bokum, Bột cơm. Chim, Chim. Chô Rim, Chổ rim. Chim Chi Tè, Chi ke. Chi Kè. Chi ke. Ở đây những này nó ghi nghĩa là mọi người biết chưa? Để món ăn Hàn Quốc thì nó gồm là thăng. Thăng là loại những cái loại canh đúng không? Loại canh nhiều nước hơn cái đúng không? Bột cơm là loại gì? Loại rang xào đúng không? Sim là loại loại hầm, chorim là loại jim jim mắm ấy, jim jim mắm jim muối đấy đúng không? Chi ke là loại canh này là loại canh kiểu giống như là canh hầm ấy để lâu lâu giống như cám lợn ấy. Cái canh chi ke này này đúng không? Tiếp theo nào, tiếp theo đọc bên dưới tài nào. Son lăn thang. Salon thăng. Son long thang. Kim chi chi kè. Yes. Chẳng Chàng chô rim. cho rìm. Yes. Can pi chim. Hải đi chim. Nhon chi bốc kim. Đại chi bột cơm. Nối âm một chữ cờ lên đúng không? Bột cơm. Tiếp. Can pi thang. Hải đi thắng. Tuyền trang chi kè. Tình danh chi ghế. Tu pu chô rim. Vô chủ rìm. À quy chim Áo huy chim ô chim o bố cơm cơm ổ chim ngọc cơm quyến nào quyến đọc bên dưới thầy nào cá tần tân sam kia thang sun sun tu pu chi ke Xuân thu vô chi ghe sen chan su à sen chan su rim Xuân son chổ rim kia ran chip à kể kia ran rang chim kể rang chim ran chim bọc cơm bát cơm bát tiếp sông ta soi tả ta ta chi ta hà chi tả bò mu ri ta hò mu đi tả tam cư ta thằng đi tả chân y à chân ri ta cho đi tả cục ta tà phục ta bộc tà chi ta chi tà tiếp kinh kinh hy ta vừa âm chữ R đi cư đi tà cư đi kinh tà ta đọc từ san ta tâm tà san ta chô ri ta chô đi tà chô ri ta tu ru ta chô đi tà phu phu chi ta phu chi tà Thuy kỳ ta suy kỳ tả Phun ri ta ly tả ly tả Mộc si na ta đâu Amma là si na ta xin để Ma mà si na xin ta ra bạn Mạt sinh phu Mạt sinh phu ta mà xin đô tả Ip mắt à Ip ma si đây mặt ta c mặt tả Khan à Khanin ha ta khả năng hai bạn Khanin phô ta khả năng Khani mà ta bô tả khả ni mặt tả từ mới của cái bài này hơi khó đúng không? Còn từ mới cuối bài nữa là chúng ta xuống cuối bài nữa này nào ai đây quý á mi là mi đọc từ mới nhiều thế đọc từ mới bên tay trái ổ đương gốc có vi hành Hành trang trạng tròn qua hành quá cố chu trang dạng nhom nhà nhóm cố trúc ta ru chúc haru cùng chung cùng chúng tạc tà các tà tạc tà kề sô khâm hồng chiên ồ khóc chi khóc chi cô chi cái từ cô chi này không phải là cái đuôi đâu
kochi đây bình thường nó là cái đuôi, nhưng trong trường hợp này không phải là cái đuôi kochi, đây là cái xiên đấy, cái xiên mà giống như xiên thịt mà nướng ấy đấy, cái xiên đấy nhá, kochi chính là cái xiên đấy, đúng không? Để sửa thành cái xiên nó phải, hoặc cái que xiên. Tiếp Cứu ta. kêu ta Kêu ta. Nam mul. làm mùi Tan. Bẹt chil. thằng đẹp chứ. Tan. Cú ta. Thầy cứu ta. Tan. Côm ha ta. Thầy cô ma ta. Tam bẹt ha ta. Thầm đẹp ha ta. Tan. Cưng. Thằng cưng. Rồi. Tan. Nhon. Thằng nhân. Tê pa. Để pha. Rồi tiếp theo thám. Hoan nào, Hoan đọc cái giải cái phần tiếp theo nào, ở giữa nào, thứ hai nào. Thủ văn xe hỏi Huy nào, thủ Thầy là văn luôn con thôi. tố chón hà tạ, Tổ son hà ta, tốc thức hà tạ, tổ thức hà ta. tương tương hà tạ, tương phion má Từng nưng, do mà nơi mê rớt chóc, đó chóc mẹp mẹp sao, mệt sai mù, mù buồn rớt, mù riết nối âm chữ R lên mù rớt, riết phá nhiều, hà rô, cái này cũng phải nối âm chữ ấy lên nhé, hà rô phá rù, về tả, nếu về ta chức, để giúp về chủ, để chu bó sót, bỏ sớt pion chin, đang xin pi pi tả, chi tả p nốt tả, à p nộp tả. Ok, tám diệp diệp sĩ nè, sóc. sóc tả, Ừ. sóc truy ha tả, Rồi song bun, ông muốn song bun, à sô sư, số sư sun tu bu, xin xích thú bùm, xích bùm, sa mọc tà, sa mọc tả giàng ba, giàng đàn ba, ò múc, họ múc ò bò ina, họ bao nhiêu này dòng giang, nhang ò bình, open ò bình, dục su, xuống che tà, xe đã chu mu rư tà, xuống mưu đưa tả chu re chu che yo, chủ xe đeo chi bang, chỉ ban chi ki tà, chưa ghi chi tả ki rồi ok thu hà chai tóc cung hấp chăm kỳ rừng ăn gì đứng che sơn tà xe xoay tả trong trong chu trong xuống khane son khung khane thức không chu chu pa kha pi măng pi mang he mu xiang hằng xiang hiên tê hoa đề hóa khô bắc son cô bác chọn khô bắc son hiếu sim chú xin hút chút cà ru Fujikaru đấy, cái bài này rất là nhiều cái từ nó hơi bị khó đúng không, cảm giác khó thuộc nhưng mà nó lại rất là gần gũi với mình đấy nhá, gần gũi với cái đời sống của mình đấy. Để học nhá, học kỹ vào. Chúng ta sẽ sang phần muốn bóp, nó mô phỏng quốc tế đó. Đi sang cái phần muốn bóp nào, muốn bóp. Ở tí xí. Muốn bóp mấy cái gì này đó, lấy cái này đó. Bốn cái ngữ pháp. Nào, chúng ta sẽ có cái ngữ pháp đầu tiên. Ngữ pháp đầu tiên là hồ na so. Chúng ta có cái động từ cộng với cô na so, cái này có ý nghĩa là gì, xong rồi thì làm cái gì đó xong rồi, làm cái đó xong rồi thì mới làm cái tiếp theo đúng không, thể hiện là hành động ở phía trước là phải hoàn thành xong rồi thì bắt đầu mới thực hiện hành động phía sau, mình sẽ dịch gì dịch là xong rồi thì để bắt đầu nhé, để chúng ta gọi là những cái cấu trúc gọi là xấp xỉ gần giống chứ không hoàn toàn là giống đúng không. Thì cái cô nà so này nó sẽ xấp xỉ bằng với một cái cấu trúc là gì,
động từ cộng với cô đúng không? Cái cô này và rồi đấy, cái cô này giúp ra nghĩa là gì? Và rồi đúng không? Và rồi đó, làm cái này xong và rồi làm cái kia đúng không? Và rồi đấy, à, thể hiện là hiện hành động này xong rồi làm hành động kia đúng không? Tiếp còn một cấu trúc nữa cũng tương tự nhé, nói chung là tương tự thôi, chúng ta sẽ không được giống đâu, nhiều khi chúng ta thay đổi cho nhau cũng được, không vấn đề gì cả đấy. Khi chúng ta sử dụng khi chúng ta học cách là khi mà đưa ra một cấu trúc nào đấy, bây giờ lên trung cấp rồi, nghĩa là mình đã có một chút cái kiến thức về sơ cấp rồi, thì bây giờ chỉ cần đưa ra một cấu trúc ở trung cấp là chúng ta phải liên tưởng ra ở sơ cấp nó có những cấu trúc như thế nào, có tương tự không, có giống hay không, để chúng ta so sánh đúng không? Đấy, đây thầy nhớ luôn ra được hai cấu trúc này, nên khuê à, sau khi đúng không, nó cũng giống giống nhau nhé, gọi là giống giống nhau đúng không, sau khi à. Nhiều lúc chúng ta thay thế cho nhau được, tuy nhiên có những cái trường hợp chúng ta không thay thế cho nhau được mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng nguyên là cô na so hoặc cô hoặc là ân niền nuê đúng không. Đấy, thầy đưa ra hai cấu trúc nó tương tự nhé, thay thế cho nhau được trong một số trường hợp, cô na so đúng không, hoặc cô bằng nhau hoặc là ân niền nuê sau khi đó. Ví dụ à, ví dụ như là học tiếng Hàn xong rồi thì bắt đầu mới gì, mới ăn cơm đúng không, thì đấy chúng ta dùng là xong rồi là cô na so được đúng không, hoặc là gì, à, chúng ta dùng từ cô cũng được đúng không, à, học tiếng Hàn sau à, học tiếng Hàn rồi ăn ăn cơm cũng được đúng không, à, sau tiếp thì sau khi học tiếng Hàn xong rồi ăn cơm đúng không, cũng được đúng không. Tuy nhiên cái gì nhỉ, cô là so này nó sẽ nhấn mạnh hơn là gì, nó sẽ nhấn mạnh hơn là gì, phải thực hiện hết hành động ở phía trước xong rồi mới thực hiện hành động phía sau đấy, nó sẽ nhấn mạnh hơn cái gì nhỉ, nó nhấn mạnh hơn cái việc đấy đúng không, cái việc là phải hoàn thành cái việc phía trước đấy. Đây chúng ta gì nhỉ, chúng ta đi dịch ví dụ bên dưới nhá, à, cho nó rõ ràng hơn này. Đầu tiếp à, đến ai nhỉ, Thu Hà rồi đến Thảo nhá, Thảo nào đọc câu đầu tiên đến thầy nào. Google. Google. 그리고 나서. 그리고 chúng ta sẽ nối âm hẳn lên. Cư chữ R nối lên đi. 그리고 나서. 나서. 밥을 지우세요. 지우세요 có nghĩa là gì? Cái gì rồi xong rồi đấy, sau khi cứ đi tả là đun sôi. Đun sôi cái gì, cúc là gì, nấu canh à, đun sôi canh rồi, cũng đấy là thầy dịch theo nghĩa đen là đun sôi canh, nếu mà nói dịch theo kiểu nghĩa bóng theo thuần Việt thì là gì, à, nấu canh xong rồi, nấu thì canh xong hãy gì, nấu nấu cơm, hãy nấu à, cơm à, đấy cái từ chịp tà như bà Vân Vân chị tà à, đấy là nấu cơm đúng không, nấu cơm. Cái từ chịt tà đấy bình thường ta có nghĩa là gì, xây ấy. Cái từ chịt này là xây ấy, đúng không, chịt tà là xây ấy. À, đó. Xây nhà ấy, kiểu xây nhà ấy, chúng ta có chịt tà là xây nhà đấy, trong trường hợp là xây cơm thì dịch là nấu cơm nhá. Tiếp theo Quyến câu tiếp theo, xuê cô kỳ rin phục cô na so chè su rin Thư xíu. Nghĩa là gì? À, bục tà là xào đúng không? Xào gì đấy? Xê gu ki là gì? Chịt gì? Chịt à... Xê gu ki là thịt bò nhá. Thịt bò. Xào thịt bò xong rồi thì hãy gì? Nó xíu. Nó tà là gì? Nó tà bỏ vào ấy. Bỏ cái gì vào? Xe xô. Bỏ... gia vị, chế xô là rau, rau à, thì bỏ rau vào đúng không? Xào thịt bò xong rồi mới bỏ rau vào, đúng không? Đó, nó nhấn mạnh là gì? Phải xào thịt xong đấy, nó nhấn mạnh ở cái điểm đấy đúng không? À, tiếp theo là mi cô tiếp theo là son nhung ấy, nè, son nhung ấy đã được cô là son xin muốn ha seo, là gì, nghe gì đây, tha từ cố nghe gì, tha đây là gì, tất cả, ờ, nghe tất cả, nghe hết đúng không, à, nghe hết những cái gì, lời giải thích, à, nghe hết giải lời thích. Giải thích son miên là giải thích, nghe hết lời giải thích xong rồi hãy gì, đặt câu hỏi, à, hãy hỏi đúng không, đấy nó rất là nhấn mạnh cái vế đằng trước là phải xong hết cái vế đằng trước xong rồi đúng không mới được thực hiện phía sau đấy, nó rất là nhấn mạnh ở điểm đấy nhá. Ờ, tiếp theo nào Diệp. Nè,
오징어는 선 후에 어떻게 해요? 오징어는 선고 나서 프라이팬에 넣으세요. 이거 gì đấy? Sau khi gì? Sau khi cắt. Sau là thái. Sau là thái. Sau khi thái, O징어 là mực, con mực ấy. Sau khi thái con mực thì bạn làm gì? Phải làm thế nào đúng không? Bà bảo là thái xong. Thái xong rồi thì hãy cho vào. Bỏ vào để chảo. Đây là chảo nhé. Kuraipen là cái chảo. Rồi bỏ vào cái chảo đúng không? Tiếp theo. Hoan si là hoan si. Xúc chế. Xúc chế đã hết rồi. Hãy nhớ. Ở bố cô. Đã xó xúc chế luôn. Có. Là gì đấy? Bạn đã gì đấy? Xúc chế tha hết rồi. Bạn đã làm. Tha là hết tất cả đúng không? Bạn đã làm hết bài tập chưa? Và chưa. Xem. Khi xem phim xong thì xem TV xong rồi sẽ làm bài tập. Hình như nhà Hoan mạng nó yếu sao hay là nhà thầy yếu, nhà thầy không biết, thấy nó hơi giật. Chắc mạng nhà em ạ. Em dùng 3G hay là dùng mạng ở nhà? Em dùng wifi ở nhà. Chắc wifi hơi yếu rồi, thầy cũng dùng wifi ở nhà nhưng mà chắc cũng không đến lỗi. Cái khoảng cách chỗ nhà em hơi xa tí. Rồi thế là lúc đấy vào mãi không được, đấy là do mạng yếu đấy. Đấy em vào em thoát ra tại nhà em ồn quá không chưa tắt được mic. Rồi tiếp theo là chúng ta sang cấu trúc tiếp theo, cấu trúc thứ hai, cái cấu trúc euro. Cái euro này thì chúng ta hồi tưởng lại là danh từ đúng không? Cái euro này nhá, bây giờ thầy đưa ra một loạt euro luôn để mọi người hình dung là cái euro có bao nhiêu nghĩa nhá. Euro. Đầu tiên, cái nghĩa đầu tiên thì ta sẽ nhớ lại đi, nhớ lại sơ cấp 1. Đầu tiên chúng ta sẽ chỉ là gì? Cái euro là chỉ phương hướng. Phương hướng đúng không? Chỉ phương hướng. Bình thường dịch thầy hay thì thầy hay dịch là gì? Thầy hay dịch là về phía đó. Thầy hay dịch là gì? Về phía đúng không? Về phía đúng không? Đấy. Thầy hay dịch là về phía gì đấy đúng không? Ví dụ như là Hakyoro Kayo, đi về phía trường học đúng không? Vẫn nhớ cái này ở sơ cấp 1 sao? Sơ cấp 1 đúng không? Chỉ phương hướng nhá. Rồi, sau cái thứ hai, nghĩa thứ hai là gì? Chỉ về phương tiện. Phương tiện đúng không? Hoặc là cách thức. Thầy đưa luôn cách thức. Phương tiện cách thức thì cái này chúng ta dịch là gì? Dịch là bằng đúng không? Bằng. Thì trong cái bài này nó lại nhắc lại đấy, lại nhắc lại cái nghĩa là chỉ phương tiện cách thức. Có nghĩa là ngày xưa thầy nhớ là ở thức 1, thức 2 nó nghĩa là gì? Chỉ phương tiện thôi. Tôi đi bằng xe ô tô, tôi đi bằng xe máy gì đấy đúng không? Đấy, thì nhưng bài hôm nay nó sẽ gì nhắc lại cái nghĩa này là bằng, ngoài cái chỉ phương tiện ra nó còn mang ý nghĩa là chỉ cách thức, phương thức, cách thức đúng không? Tôi vì nhận diện tôi cắt tóc bằng kéo này, tôi ăn cơm bằng thìa này đúng không? Đấy, hoặc là làm gọi là làm cái món này nó bằng cái nguyên liệu gì ấy, đấy thì nó đều nghĩa là bằng hết, nhưng mà nó mở rộng hơn ra cho mọi người, nó giải thích rộng hơn ra là cái nghĩa bằng đấy ngoài chỉ phương tiện ra còn nghĩa là cách thức, dụng cụ của nguyên liệu vân vân rất là nhiều đúng không? Và còn một cái nghĩa nữa là bình thường như lúc đấy chúng ta dịch ở trên cũng có đúng không, thì cái euro nó chỉ là nguyên nhân nhá, nguyên nhân đấy, nguyên nhân thì thầy hay dịch là vì nên đúng không? Hay dịch là vì nên đó, vì nên của danh từ đấy. Vậy là nó đã có ba nghĩa rồi đấy đúng không? Ba nghĩa rồi. Còn một cái nghĩa nữa thầy, cái nghĩa này nó hơi sâu xa một tí nhưng thầy vẫn đưa ra nhá, vẫn đưa ra nghĩa này thì chắc là mọi người dịch bao giờ học lên topic sẽ gặp, hoặc là với tư cách đúng không? Đúng rồi đấy. Hoặc là mọi người chắc là trong cái quyển 3 này cũng có cái bài dịch văn hóa hay là bài dịch nào các cao nó cũng thể, kiểu gì nó cũng sẽ xuất hiện đúng không? Rồi nó sẽ mang ý nghĩa là gì? Gọi là cái gì? Dịch là với tư cách, nhưng mà đây là dịch mang tính đại diện đúng không? Đại diện đúng không? Thì chúng ta sẽ dịch là với tư cách đúng không? Đấy,
với tư cách là gì đó. Sau đây tôi xin được phát biểu với tư cách là giáo viên tiếng Hàn đúng không? 한국어 선생님으로 발표하도록 하겠습니다. Đấy, tôi xin được được phát biểu với tư cách là giáo viên tiếng Hàn. Đấy, những tuần nó sẽ dịch như thế đúng không? Yeah. Còn nghĩa lữa. Mang ý nghĩa là chuyển tiếp ấy, mang nghĩa là chuyển dịch là gì? Chuyển sang dịch có một cái nghĩa lớn là gì? Chuyển thành hoặc là sang vân vân. Có nghĩa là mang ý nghĩa là chuyển từ cái này sang cái kia ấy. Ví dụ như ngày xưa chúng ta hay nói là ví dụ là thế như là được gọi cái này là cái này hoặc là thành cái này, ví dụ như cái N1 ấy, như là trước thầy cũng có đưa xong một lần sang N1 này. Ấn N2 euro đấy, sau cộng lên một cái động từ là đấy, đúng không? Đấy thì cái động từ này nó sẽ biến N1 thành N2 đấy. Ví dụ như là thay đổi cái áo, đổi cái áo này thành cái áo kia đúng không? Y ổ sư là N1 đúng không? Cho ổ sư đố há của chú xeo. Hãy đổi cho tôi cái áo này thành cái áo kia đó, hoặc là đổi cho tôi cái áo này sang cái áo kia đấy, thì có một cái nghĩa đấy nữa đúng không? Yêu xin thầu sử đố vào vô xeo đấy. Vậy chúng ta nhớ là chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 cái nghĩa đúng không, và đến bây giờ là chúng ta mới học được cái nghĩa gạch đầu dòng thứ nhất và thứ hai thôi đúng không, còn nghĩa thứ ba, thứ tư, thứ năm này chúng ta mang tính tham khảo nhé. Mọi người cứ học đi, sau này ví dụ dịch trong bài thấy chúng ta sẽ thì linh động dịch nào cho nó suôn sẻ nhất. Nhưng bài hôm nay thì chúng ta vẫn gì là bằng thôi nhá, bằng. Rồi nào, câu đầu tiên lúc nãy ai dịch trên rồi? Khoan, rồi giờ đến là Diệp à? Diệp chưa? Dạ. Diệp đúng không? Sam kê thăng này. Nè, sam kê thăng은 닭과 인삼으로 만듭니다. Ừ, là gì đấy? Sam kê thăng là món gà tầm sâm được làm bằng gà và với nhân sâm. Rồi, và nhân sâm. Okay. Và nhân sâm. Rồi tiếp Thu Hà, câu tiếp theo. Sukarak qua chót karak kuro umsikul moksnita. Là gì? Tôi ăn. Tôi ăn đồ ăn bằng đũa với thìa. Rồi đấy, chỉ đơn giản là cách thức, phương thức đúng không? Tiếp Thảo nào. Thảo đâu? Nè. Đặc. Kasum salo mantun umsikul calorica. Caloli và calorica. Calorica nala naja tại do thứ ấy. Chú xin người ta. Dịch là gì đấy? Chủ ngữ là từ xích cư ngược lên đúng không? Đồ ăn mà. Đồ ăn được làm. Bằng. Bằng. Cái gì? Bằng gì? Khà xin xa là cái ức gà ấy. Cái ức gà gọi là ức gà đúng không? Được làm bằng ức gà. Có nghĩa là cái đồ ăn được làm bằng ức gà này thì nó có gì? Calori là calo thấp đúng không? Là thấp cho nên là tốt cho giảm cân hay là cân. Tốt. Thế ai giảm cân họ toàn ăn ức gà ấy đúng không? À. Tiếp theo là Quyến câu tiếp theo. Thập xe đứa. Thập kê rừng màn tư nâng ở chê rio ca mô ê ô. Suy cô kì. Chúc kỳ tâm miên qua yo ca chi che so ro man tin man tu no man tu no yo. Rồi là dịch là gì đấy? Thì dịch từ che ro ca ngược lên đúng không? Che ro là nguyên liệu gì? Làm nguyên liệu để làm cái chặt xe là món gì? Món miến trộn đúng không? Miến trộn. Nguyên liệu là miến trộn là gì vậy? Tiếp nó bảo là dịch từ dưới này, nó làm bằng cái gì đấy? Làm bằng euro là bằng thịt bò, liệt kê là thịt bò này, trước sau thằng nhân là gì? Thằng nhân là cái miến
bằng yến yến và do đó và chi là các loại gì, các loại rau đúng không? Các loại rau. Tiếp mi là mi câu tiếp theo a b. Nè, 계산이 안 맞는 것 같는데요. 그럼 이 계산기로 확인해 보세요. 네, 비. 또이. 아, có vẻ là gì? 계산 là gì? 계산 là tính tiền đúng không? 계산 là tính tiền. Có vẻ cái tính tiền nó không được gì đấy. 안 맞는 것 같은데. Đúng. À, nó không được đúng. Đúng. Có vẻ là không được đúng. Tiếp là vậy thì hãy thử tính bằng à sự khắc ghi là thì gọi là gì xác nhận đúng không? Hãy thử xác nhận bằng máy tính cầm tay à bằng máy tính cầm tay đi bằng cái máy tính tay đi đúng không? Đấy vậy cái đơn đơn giản euro ở trong cái bài này nó chỉ là gì, nó chỉ là bằng thôi đúng không? Rồi tiếp theo tà ca ở tà ca là tà ca chúng ta có động từ cộng với tà ca ý nghĩa là trong đang trong lúc đúng không? Đang trong lúc. Có nghĩa là ở đây nó đang thể hiện rằng là gì? À, chúng ta đang trong lúc chúng ta làm một cái việc gì đó, có một hành động khác chen ngang và mình phải tạm dừng lại cái hành động mà mình đang làm đấy và rồi mình chuyển sang một hành động khác. Đó, đúng không? Và ở đây chúng ta chú ý ở đây là chủ ngữ là cùng chủ ngữ nhé. Phải cùng chủ ngữ nhé. À, phải cùng chủ ngữ. Cùng chủ ngữ đó. Cái gì là đang trong lúc à, chúng ta hồi tưởng lại có hồi tưởng lại có cấu trúc gì không nhỉ? Đợt trước ta có cấu trúc là nên công an họ cái này học chưa nhỉ? Ô rồi ờ cái cấu trúc này nhưng cấu trúc này thì có thể khác khác chủ ngữ được nhé, khác chủ ngữ đúng không, khác chủ ngữ được đó, hoặc là nhiều lúc ta cũng có thể là bằng với cấu trúc là ư nhân to được vừa vừa đúng không, nhiều lúc cũng có thể là thay thế cái vừa vừa là vừa làm hay vừa kia, nhưng mà cái này thì nó cũng gì, nó cũng có thể là tôi vừa cái này vừa cái cũng là cùng chủ ngữ được nhỉ, cái này cũng cùng chủ ngữ đấy, nhiều cấu trúc nó cũng gần gần đấy, cho nên là chúng ta đưa ra cấu trúc này là phải nhớ đến các cấu trúc khác hoặc là những cái cấu trúc mà gần gần nữa này, nên chỉ đây học trên rồi nhỉ, đang trên đường đấy à, đang trên đường đúng không, được nhá à, chứ nhưng mà nên thì đây ở đằng trước thì động từ của nó là phải là động từ gì, động từ chuyển động, động từ chuyển động. Vậy là tà ga thay thế cho ký đê được không? Được nhá, thay thế được. Nhưng mà cái ký đê này nó không thay thế được cho tà ga đâu nhá. Có nghĩa là hai cái này thay thế cho nhau chỉ trong trường hợp là gì? Động từ chuyển động mới thay thế cho nhau. Ví dụ như là à, đang trong lúc đi học thì tôi đã gặp bạn đấy đúng không? Và chúng ta dịch là gì? Hakyo e hà nên kỳ đê à chinku đê mà nài hộp đúng không, đấy có nghĩa là gì à, xong à, đang trên đường đi học thì tôi gặp bạn đúng không, và chúng ta cũng dùng là hắc yô e kha tà ga chinku đê mà nài hộp cũng được nhá, hai cái này thay thế cho nhau được đúng không, nhưng chỉ là động từ chuyển động thôi mới thay thế cho nhau được đúng không, đang trên à đến đang trong lúc đi đến trường thì tôi gặp bạn được đúng không, đó có một loạt những cấu trúc gọi là giống giống nhau như thế, nó phải nhớ luôn nhé. Đây đi dịch xuống dưới này chúng ta sẽ hiểu luôn này, là số câu đầu tiên tiếp là lúc đấy ai mi rồi giờ đến Diệp nào. Diệp nè xe cô kia lên pop pop tạc ca và xe lên nọt sư nọt ưu sale là gì, trong lúc gì là đang trong lúc xào thịt bò à, thịt rồi thì bỏ rau vào có nghĩa là mình đang đảo đảo thịt xong rồi đang trong lúc đảo thịt mình bỏ rau vào, đảo thịt dừng bỏ rau vào sau lại đảo tiếp đấy đúng không, tại vì là nó cùng chủ ngữ cho nên là nó bắt buộc phải dừng cái hành động đang làm đấy rồi bắt đầu thực hiện cái hành động phía sau đúng không à, tiếp theo Hoan liên trang chi kê luôn kurita kurita ka tuburun not useo đang trong lúc thì đấy đang trong lúc đun sôi canh tương à, đun sôi canh tương thì hãy bỏ thêm tubu là đậu phụ, tubu là đậu phụ à, bỏ đậu phụ vào trong lúc đun cái canh tương này thì bỏ đậu phụ vào tiếp Thu Hà
학교에 가다가 친구를 만났어요. 아, câu này giống như trường hợp là à, đang trong lúc đi đến trường thì tôi đã thì gặp bạn đúng không? Thảo, à, câu AB nào? Nè, 손을 왜 다쳤어요? 감자를 볶다가 기름이 되어서 되었어요. Là vì tại sao là vì đấy? Ta chi tả bị thương đúng không? Tại sao lại bị tại thương vào tay này? Vào tay à, đã bảo là trong lúc là gì đấy, đang gì? Trong lúc đang trong lúc xào gì? Bột tà là xào gì đấy? Khăn ta là khoai tây đúng không? Đang trong lúc xào khoai tây thì kỳ đương là cái dầu, truy tà là bắn, cái dầu là bắn tàu, cho nên đã bị gì? Tê tà là bị bỏng, tê tà là bỏng. Cái dầu là bắn vào lên bị bỏng. Tiếp, Quyến, câu AB tiếp nào. Chị chuyên chị rin ở tí ế so và xoay qua sa mu xin nê ca tạ ca tạ ca phô xoay à xoay đó bạn là gì bạn đã thì đấy nhìn thấy bạn đã nhìn thấy chuyên ở đâu nó bảo là gì đang trong lúc đi đi thì đi đến thì ở qua Samushi là văn phòng của phòng đang trong lúc đến văn phòng của khoa khoa là khoa à, lên à, từ rồi à, trong lúc đang đấy thì đã gặp đúng không? Vâng. Ở dưới này nó có ghi là một cái chú thích có nghĩa là ở trên là thấy ghi là động từ đúng không, ở dưới này nó là tính từ tà ca nhớ à, tính từ tà ca tính từ nếu mà động từ cộng à, tính từ mà cộng với tà ca thì nó không phải nghĩa là à, trong lúc mà nó sẽ thể hiện là gì đấy, cấu trúc này kết hợp với một số tính từ biểu hiện ý nghĩa là trạng thái ở phía trước bị dừng lại rồi chuyển sang gì trạng thái ở phía sau đúng không à, đấy có nghĩa là chúng ta cũng dịch là gì à, nó đang thế này rồi nó lại gì thế kia đúng không à, đang trong lúc rồi này đúng không, đây này chúng ta có thể dịch này 날씨가 맑다가 갑자기 흘러지었어요. Ờ, trời nó đang gì? Thời tiết nó đang trong xanh rồi lại gì? Đột nhiên nó lại trở lên âm u đúng không? Ờ, nó đang trong à, đang trong đang gì? Đang đang lúc à, đang trong lúc nó trong xanh rồi lại chuyển trở lên âm u. Ừ, đấy. Có nghĩa là nó chuyển từ cái trạng thái phía trước ở cái vế trước là nó đang một trạng thái đang như này đúng không? Tự dưng nó chuyển sang một cái trạng thái nó đối lập với cái vế trước đúng không? Đấy, 밖에 조용하다가 점점 시끄러워졌어요. Đấy. Nó đang ở bên ngoài đang gì à, bên ngoài đang gì đây đang đang yên yên tĩnh đúng không, đang yên lặng tự dưng lại gì dần dần trở lên ồn ào đúng không, đấy hai vế nó đối lập nhau như thế nhá, đây gọi là chú thích thì mọi người ghi chú vào cho thầy. Ngoài tính à, động từ thì nó còn là tính từ nữa đúng không, tính từ thể hiện là biến đổi trạng thái từ trạng thái này sang trạng thái đối lập đúng không. Rồi cái cấu trúc cuối cùng này chúng ta có là tính từ à, chúng ta có là tính từ nhá, tính từ cộng với kê à, thì tính từ cộng với kê thì nó có nghĩa là gì, nó sẽ biến à, nó sẽ thì đây là cấu trúc này à, tự nó biến thì đây biến tính từ thành trạng từ ta rồi đứng trước thì và rồi đứng trước động từ nhá, động từ rồi đứng trước động từ để bổ nghĩa cho động từ đó. Tính từ cộng với kê thì nó biến thành một cái trạng từ. Mà cái trạng từ này thì phải luôn đứng trước động từ. Đứng trước động từ để làm gì? Để bổ nghĩa cho động từ. Đấy, mọi người nhớ thành nhá. Từ tính từ biến thành trạng từ và trạng từ này thì nó thì phải đứng trước động từ, đứng trước động từ để bổ nghĩa cho động từ. Đó, nhớ cái này cho thầy. Và cái này dịch là gì? Bình thường dịch nhá. Bình thường thầy cũng không dịch đâu. Tùy trường hợp thầy mới dịch thôi, có trường hợp thì cũng không cần dịch. Thế nhưng mà nó vẫn phải có một cái nghĩa gọi là cụ thể đúng không? Thì thầy hay dịch là gì? Một cách gì đấy đúng không? Đấy, có nhiều lúc chả cần dịch nhưng mà vẫn có nhiều lúc thì dịch phải dịch thì nó mới hay đúng không? Đấy, một cách đúng không? Nói chuyện một cách hay đúng không? Hoặc là ăn một cách ngon miệng đúng không? Hay là gì?
nói chuyện một cách thú vị đúng không, kiểu như thế đúng không, thì hay dịch là một cách đúng không. Đây nào, ngày xưa chúng ta hay có câu là mà xích kê tư xê ô, không biết lý do tại sao có chữ kê ở đây đúng không, thì hôm nay chúng ta hiểu được mà xích tà là tính từ cộng với kê biến thành dạng từ và đứng trước từ từ si tà là ăn đúng không. Mà xích kê tư xê ô có nghĩa là gì, chúc bạn ăn 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 một cách ngon miệng đấy, chúc bạn ăn một cách ngon miệng, bạn hãy ăn một cách ngon miệng đi đấy đúng không. Vậy cái kê đây chúng đó chính là biến thành dạng từ đấy nhá, theo ngữ pháp là nó như thế đúng không. Tiếp là cái câu tiếp theo vừa ai trên à quyến ở đến mi nào, mi câu tiếp theo ăn cúc saram từ đây ăn cúc saram từ đây mẹp kê một cò à là gì, những người Hàn Quốc làm sao, những người Hàn Quốc thì ăn một cách cay cay nhiều lúc thì ăn ăn cay được đúng không, ăn cay được đấy. Có cái có nhiều câu ra không cần dịch từ một cách, bỏ một cách đi cũng được, còn không thì dịch bình thường người Hàn Quốc ăn cay xong đúng không. Tiếp theo là Diệp. Nè, cư si rưng dè bư kê sư seo. Hãy gì? Viết một cách đẹp. Viết cái gì đẹp? Cư si là gì? Viết chữ. Viết chữ. Hãy viết chữ viết đẹp chữ vào. Hãy viết chữ đẹp vào hoặc hãy viết chữ một cách đẹp vào, đúng không? Tiếp AB. Tiếp Hoan. Là gì, sẽ gì đây? Tha tà trong trường hợp là pha nhé, không phải là đi lên tàu xe, pha cà phê như thế nào. Gì đây? Hãy pha một gì? Chút. Giòn tha tà là gì? Giòn tha tà là nhạt. Hãy pha gì? Hãy pha nhạt. Hãy pha một cách nhạt, nhạt một chút, đúng không? Hãy không là gì? Hãy pha nhạt một chút, đúng không? Pha một cách nhạt, đúng không? Rồi tiếp Thu Hà nào. Baby. 제 말은 이해하셨어요? 아니요. 잘 모르겠어요. 좀 더 쉽게 설명해 주세요. Bạn đã hiểu hết lời tôi nói chưa? Bạn đã hiểu lời tôi chưa? Chưa. Chưa. Chưa hiểu. Chưa hiểu. Hãy giải thích cho tôi một cách dễ hiểu hơn. Hãy giải thích tôi một cách dễ hiểu hơn. Rồi, ok. Đó. Vậy cái kê chúng ta cứ hiểu đấy nhá. Đấy. Bốn cấu trúc ngữ pháp cũng rất là hóc búa. Rồi sang phần, chúng ta sang phần Việt Hàn nào. Việt Hàn. Ủa dịch hết Việt Hàn đi rồi nghỉ là 15 câu thổi. Thảo nào, làm xong bài tập rồi về nhà, làm xong bài tập về nhà rồi đi chơi. Đấy. Nào, Thảo đâu, làm xong bài tập về nhà rồi đi chơi. Bài tập về nhà là gì? Thảo đâu, nói như nào, làm xong hết bài tập rồi về nhà rồi đi chơi. Bài tập về nhà là gì? Súp kê rưng. Làm hết là tha. Kết hợp với cấu trúc là gì, xong rồi thì đấy. Hà cô thì so. Nhà to đúng không, đi chơi nồi lo ca lo ca seo đấy, xúc chê rê tha học của nào to nồi lo ca seo đấy, làm hết bài tập xong rồi mình đi chơi. Tiếp là Quyến. Sau khi ăn xong rồi chúng ta đi uống cà phê đi đấy, có nghĩa là phải ăn ăn xong rồi bắt đầu mình đi uống cà phê đúng không. Ăn vâng. Xong rồi là gì? Ăn cơm dùng bữa ấy, là dùng từ gì, ăn cơm dùng bữa thứ đấy là từ gì, chúng ta có từ xích xa tà này này nhớ không, thành xích xa gì, xích xa kết hợp với cấu trúc xong cũng rồi thì mới. Ha cô nà so. Rồi chúng ta đi uống cà phê, rồi đi uống cà phê, rồi chúng ta là urita. Đi uống cà phê là gì? Đi uống cà phê. Cà phê là gì? Coffee.
Rồi kho phiré uống là gì? Masiro. Má. Masi là rồi kết hợp với cấu trúc là đi để làm gì? Đi uống cà phê đúng không? Masi. Masho. Masiro. Masiro. Masiro kayo đúng không? Masiro kayo. Cấu trúc uro kata là đi đâu để làm gì đấy đúng không? Kho phiré masiro kayo. À, đây là đi đi đúng không? Uống cà phê để seo, nó phải dùng seo là mới chuẩn. Tiếp là mi nghe giải thích từ giáo viên xong rồi thì tôi đã hiểu. Nghe giải thích từ giáo viên à son sen nim kê đúng không? Từ là tưởng từ kê đúng không? Son nhong gen son nhong ấy nghe tịch tịch mô nà so mô nà so rồi đã hiểu. Hiểu là gì? Ý ý he hết rồi. À hết rồi. Ờ ý hết rồi. Tiếp à tiếp. Cuối tuần này làm Ibon. Làm xong việc nhà, tôi định đi dạo với bạn bè. À Ibon Ibon Mare. Làm xong Mare. Việc. Mare. Chip A. Chip ban, chúng ta có chip ban à chip ban là việc nhà đúng không? Chip ban ni run. Hakonas ta hakonas to rồi đi chơi với bạn xin cô xin cô qua sang chép à sang chép haro haro cô haro cô hôm nay ta haro cô hôm nay ta haro cô hiểu tiếp này à Hoan sau khi kết thúc buổi họp tất cả mọi người nộp báo cáo cho tôi nhé. Sau khi kết thúc buổi họp à tất cả mọi người tất cả là gì không nhớ đâu là các bạn nhé chúng ta dùng là mồ tinh ta ram hoặc là một dùng mồ tu không cũng được mồ tu đúng không mồ tu tất cả đó lột báo cáo cho tôi lột báo cáo là gì? Báo cáo là gì à, báo cáo bố cô so bố cô so đấy nộp nộp là gì tập bốn đấy cái từ nộp nộp tiền nộp chi phí nộp ấy các thứ đấy là gì nộp tiền nộp chi phí chúng ta có từ vô cơ mê ne tà này này đúng không thì chúng ta từ ne tà là từ nộp đấy nộp các loại đấy thì là ne nê teo đúng không nê teo nê tà là nộp đấy Thu Hà vì không có kéo nên tôi đã cắt giấy bằng dao vì không, không có kéo có kéo là kéo gì? Kéo là kawi là cái kéo à kawi cao so so kawi cao so so nên tôi cắt giấy bằng dao là gì? Khăn à khăn khăn hello à nếu mà r kết hợp với rô luôn hello cắt giấy giấy là gì? Chồng y cắt dùng xà rư tà được không ạ? Ờ xà rư tà đấy xà xà lát yo thả đứa ta là cắt đấy, cắt tóc từ mò đi lên thả lại ô đấy đúng không? Thả không? Ừ. Tối hôm qua tôi đã đọc được tin tức đó trên mạng bằng internet đấy đọc được tin tức đó bằng internet đấy đúng không? Hôm qua chào nhóc đâu hôm qua là hôm qua à, bằng internet trước đúng không ngược lên là bằng bằng internet internet trên... internet solo đúng không internet solo tin tức đỏ cứ news ta có từ gì news à sosik à sosik sosik cứ đọc được il có sao il có sao cái tin tức này thì bằng news hoặc là số xích đây là cái tin tức về ấy nhỉ nữ sư cũng được nữ sư đó tiếp là Quyến này anh ấy không có tay nên phải làm mọi việc bằng chân anh đấy không có tay nên phải làm mọi việc bằng chân
Nói nào. Thứ năm. Anh ấy không có tay. Thứ năm cha. Quyến đâu? Quyến không có đấy à? Đây à? Ừ, nào. Anh ấy là gì nào? À, anh ấy à? Cứ năm. Ừ. Cứ năm tha nên đúng không? Là anh ấy này. Không có tay nói là tay là gì? Tay nè. Son. À, Sony không có là om. Om. Om thò thò kết hợp với ao thò là vì lên đúng không? À, cứ nằm xa nương xô nhỏ thò thò lên là làm mọi việc bằng chân. Làm mọi việc bằng chân trước. Chân là gì? Thay là gì? À, thay. À, thay là có kết thúc bằng chữ R cộng với rô. Hello. Mọi việc, tất cả mọi việc đấy. Tất cả. Thay. Thay. À, mô tân y. Y rư. Không, chúng ta sẽ dùng mô tân y. Mô tân là tất cả. Y là công việc, tất cả mọi việc. Đúng không? À, thì he ya he yo đúng không? Đó, phải làm tất cả mọi người dân. À, cứ năm ta nghĩ số nhỏ số to phải lồng một cái gì trên cái này đúng không? À, anh ta không có tay lên, tất cả mọi việc đều bằng chân hết. À, cặp sách này được làm bằng cái quần bò mà mọi người đã bỏ đi. À, cái này mi nào? Cái cặp này được làm bằng cái quần bò mà mọi người đã bỏ đi. Ừ. Sau đầu mình ngược lên là gì? Bằng cái quần bò mà mọi người làm bỏ đi à, mà mọi người bỏ đi đấy à, bằng cái quần bò mà mọi người bỏ đi trước đúng không? Đảo ngược lên mà mọi người bỏ đi, mọi người là gì? Saram từ đi à, chủ ngữ ở trong cái cụm danh từ thì dùng y đúng không? Bỏ đi là gì? Tonata. Bỏ đi tà, chúng ta có từ bỏ đi tà là bỏ đi, bỏ đi đúng không? Biến thành định ngữ bỏ đi sau rồi cái quần bò. Ờ, chúng ta chi bằng là rô đúng không? À, được làm mán. À mán từ đó yo được đúng không? Y ga bang ngân saram từ đi bỏ đi trong ba chi rô mán từ đó yo. À, vì cái cặp này được bằng cái quần bò mà đã được mọi người đã bỏ đi đấy đúng không? Tiếp diệp tất cả những pachi ro sao từ đấy lại cộng với ro à thầy pachi ro có bắt chim thì cộng với euro còn không bắt chim cộng với ro mà đúng không trong ba chi ro chúng ta lại euro được cộng với ro có hai trường hợp một là danh từ không có bắt chim thứ hai là danh từ có bắt chim bằng chữ r đúng không đấy, còn lại chúng ta dùng euro chứ có bắt chim là dùng với euro chứ. Ờ, tiếp nào ai đây? Ờ, Diệp à? Em ạ. Mô tân trích quân. Mô tân trích quân. Trích quân nên ở Huê Sa. Mà công ty mua cho Huê Sa. Huê Sa Sa Nân. À Huê Sa Sa Nân. Sa đã mua cho chứ. À vâng. Sa Nân. Mua cho để Sa Chu Tà là mua cho Sa Chun cho người Com. À, computer làm việc à he soil he ya hamita à he ya hamita he ya hiểu đó. Tiếp này Hoan đang ngủ thì có một chiếc điện thoại à có một cuộc điện thoại quan trọng đến đang ngủ cha có ship ta ga. À, chúng ta chả ta ga thôi, chả ta ga không phải chả quý ta ga đâu. À, đang trong lúc ngủ đấy. Johan. À, chúng Johan. Tròn hoa là cuộc điện thoại. Ga à, đến. À, quạt tờ yếu là xong. Không? Chả ta ga, chúng Johan, tròn hoa ga hoạt tờ yếu. Đang trong lúc ngủ có cuộc điện thoại quan trọng đến, đúng không? Cô Hà, đang làm bài tập thì bạn đến chơi lên đã không thể hoàn thành được bài tập. Chọn xúc chê lên. Ha ta ca. Bạn đến chơi. Chín cô lên. U ca. Bạn lên đệ. Chín cô ca. Nô đi ta. Nó. Hóa to. Nô ra hóa sao. Lên không thể hoàn thành bài tập được. Xúc chê cả xúc chê hoàn thành xong anh hiểu hoàn xong hai chi một hiểu đúng không
không phải ăn heo nhé, 2 trên 1 hết rồi, không đã không thể đúng không, đã không thể hoàn thành được. Thảo, hôm nay tôi đi ăn đám cưới, bạn nên đã trang điểm rất đẹp. Ổn Ổn rồi. Đi đến đám nào cưới của bạn ấy, đám cưới kiểu của bạn hơn rồi phải là chinh phu kiểu kéo đôn. hơn Đám cưới chúng rồi ta có từ kéo đôn xích là kiểu tiệc hơn kết xích hôn. Ê à, đi đến vì đi đến cá cá so đúng không, cả hôm nay sao vì đi đến cái buổi lễ hôn của bạn nên đã trang điểm rất đẹp. Trang điểm một cách đẹp đấy, đẹp là gì? à dẹp bên À dễ dễ bư dẹp gì, cộng tính từ cộng với cái gì để biến thành ok tạm từ và đứng trước động từ nào? Dễ bư dẹp bư cái à, trang điểm là hoa trang ha tà, hoa trang ha tà biến thành hết anh rõ Trang hiểu à, anh hoa Trang trang hết hết rồi. rồi Dễ bư cái hoa trang hết rồi đấy, đã trang điểm một cách đẹp đấy đúng không, gọi là trang điểm rất đẹp, điểm đẹp đó. Quyến, bố tôi là giám đốc nên mỗi ngày đều làm việc bận rộn. Apochi. À, bố tôi đây, tôi chúng ta bọn Hàn nó đang dùng cái kiểu văn hóa chúng tôi, tại bố không phải của riêng mình, các người Apochi. khác nữa. Uri Apochi, Apochi nên đúng không, bố của tôi Chinen. là gì, là giám đốc. Nè. Giám đốc là gì, ta À chăng sao ta sao trang nghiêm, là giám đốc vì là giám đốc. Y y y hò so cấu trúc là vì đấy, vì của danh từ y hò so đúng không. À, lên là làm vì mỗi ngày làm việc một cách bận rộn đấy. Mỗi ngày là gì, mỗi ngày mấy làm việc một cách bận bận rộn. Bận rộn là gì, bận là gì đây, bà bư, à bà ok bư gì, bà bư kế làm việc ý gì đây gì đây à, ý đều ý đều bà bư kế ý đều đấy, làm việc một cách bận rộn đúng không. Mi, anh ấy rất thông minh nên dù có việc khó gì cũng giải quyết một cách dễ dàng. từ năm cho nên À, cử nam xa nên rất thông minh nó mu à, nò mu thông minh, túc à túc tốc túc tốc túc hề to. Túc túc hiện hề to nên là dù có ra việc gì khó, dù có việc khó gì cũng giải quyết một cách dễ dàng. Dù có việc khó là gì, khó khăn là gì, Orota ở ta biết thành ở đâu un, công việc là il đúng không đấy, à, ít tà đúng không, ở đâu un ý đi ít to tô, cấu trúc ao tô là cho dù đấy, ở đâu un ý đi to tô à, giải giải quyết một cách dễ dàng. Một cách dễ dàng, dễ dàng là gì, là ship ship tà thì biến thành ship ship ok kê giải quyết hay kê kem à, chơi gì cũng giải quyết một cách dễ dàng à, hay à à hay ta suy yếu à, cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng đúng không. Ở năm sau nên nó một tục tục hệ đó, ở đâu nghĩ gì đó đó suy kế hệ hệ kia hay suy yếu đó đúng không. Rồi ngữ pháp nay đến đây nhá, ổn đấy suốt cho khi cái chi mà chi mình đã chỉ về đó một chút ở nhà cố một mới thả chi phục sức em có thể đó cứ điều có sức chế tô em có thể đó ở chị ở gì đó. Rồi về học từ mới nhá, sau rồi xem để làm bài tập cho thầy thầy nhá, bữa sau chữa này. Rồi suez đã à quên lúc lấy cái bạn Quyến đúng không, bạn Quyến bạn bảo là học thứ tư à, thứ tư và thứ sáu mọi người có học được không. Em học được. Ừ. Em học được. Rồi chắc không ai phản đối gì thì chúng ta học xem nào, thế tuần này học luôn hay là tuần sau à, bạn Quyến chỉ là có bạn thứ ba thôi đúng không, thế thì tuần này chúng ta cứ học nốt thứ năm đi, sau tuần sau chúng ta đổi lịch nhá. Vâng. Ừ. Rồi, thế thì là